Hey, hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của Mr. T. Ok anh em ạ, tiếp tục chúng ta quay với tựa game huyền thoại nhân giả nha anh em. Để hôm nay là ngày thứ hai nha, ngày thứ hai tựa game này vừa ra mắt, chúng ta sẽ up được nhân giả. Ok, chúng ta lại tiếp tục với chuỗi series anh em. Chuỗi series là gì ta? Quẩy game đêm khuya nha. Đấy, giờ này chắc mấy ông cũng đi ngủ hết rồi, chỉ còn tôi ngồi đây là quạo, ngồi test game nha anh em, xem ngày mai. Ok nha. Rồi, sao mà chậm thế nha. Rồi, để coi. Đây thì hiện tại là hôm nay là ngày thứ hai đúng không? Thì chúng ta đã lên được cấp 55 anh em ạ. Ui, nền gì Naruto xấu thế. Đổi lại con khác coi. Có nhiều con mà. Đây, đổi con này đi. Sasura. Đấy, gái nữa cho nó xinh tươi, đẹp đẹp, tóc hồng rồi anh em ạ. Rồi, nhận thư nào. Thư không biết có gì thôi. Phần thưởng thách đấu ngày 80. Úi rồi quên đi anh em ạ. Thách đấu đồng hạng, thách đấu 24 à. Quên anh em ạ. Ok, thôi kệ nó đi. Thôi kệ nó, nhận đại nè. Rồi trước tiên là vô hạm coi thôi, đi boss anh em ạ. Đấy anh em nào mà chơi ở server con S6 thì chưa có hạm thì vào với hạm đội của Mr. T nha anh em. Đấy, hiện tại là đang cũng khá là ấy rồi, chúng ta coi thử coi boss coi. Rồi, để chúng ta đi up lực chiến rồi xong chúng ta hãy đập boss này nha anh em. Tixin. Đây, chúng ta đi up lực chiến tới nha. Rồi, hiện tại là con này đã lên được VIP 5 đúng không? Ok, VIP 5 rồi anh em ạ. Nạp vô tí cho nó có tài khoản nó chơi, có ấy là test tướng. Đấy thì hôm qua chị mới nạp để test cho anh em con Uchiha Sasuke thôi. Hôm nay tướng đỏ của chúng ta khá là nhiều nha. Ui, con này chúng ta đã lên được cấp 160 rồi nè, 3 sao rồi nhá. Tiếp theo là có con Kakashi Kamui, đã được 1 sao rồi. Khá là ổn đó nha anh em. Đây hôm nay chúng ta sẽ lên tiếp con Ninja Asuma này nha. Con này có chiêu búp hồi máu, hồi HP khá là ngon lành anh em ạ. Lên cho nó cấp 100 đi. Ui hết rồi. Rồi, trước tiên thì xem thử coi túi đồ có vật phẩm mặc đồ gì không, mở cho nó hết rương nữa anh em. Đấy, trước tiên là mở rương đúng không? Đấy, có rương này. Trước tiên là mở quà hết, xem thử có quà cáp các kiểu con đà điểu gì không nhé. 8 cuộn 4 cuộn à, chưa đủ quay anh em ạ. Chưa đủ quay anh em ạ. Đấy, nó tắt anh em ạ. Chúng ta nhà không có gì, có điều kiện thì chúng ta có rương có quà mở hết để mà up lực chiến đó thôi. Đấy, mở tắt nha anh em. Rồi, tạm thời nó đến như thế thôi. Đấy, chúng ta sẽ nâng con này à, cấp 180 à. Thôi, nâng con khác anh em ạ. À. Thôi nâng con này cũng được, để ra nâng con kia nó lên nè. À. Đấy. Nâng cấp cái này đi. 360 công. Ui máu HP nó xuống tiêu rồi anh em ạ. À. Tiêu em rồi. Đấy cấp 95. Rồi trước tiên là lực chiến của chúng ta đang là 224k đúng không? Đua top hiện tại là wow, trời top 7 anh em ạ. À. Ui sao ông nội này nhảy ghê thế, 400k lực chiến rồi. Nói chung cái này anh em nào nạp nhiều quay nhiều thì nó sẽ ra nhiều thôi, chả có gì cả. Này lực chiến nó tính tàu lao đó anh em ạ. À. Rồi. Rồi chúng ta tiếp tục quẩy vô nhận thám hiểm nè. Ui lên 58 rồi này, lên 58 rồi anh em ạ. Rồi nhá, để chúng ta đi up tí ninja các kiểu, up con Asuma này lên cấp 100 nữa nè. Ui 99 rồi kìa. Đấy thì hiện tại với đội hình chúng ta đúng không? Đây để ra cho anh em xem nhé. Đang chơi đội hình gì nha. Vượt ải thằng thú mà. Còn 1 giờ nữa mới đánh được boss anh em ạ. Khổ thật. Khổ thật. Đây chúng ta sẽ đi ải 10.7 đúng không? Hiện tại có top mấy rồi?
Ui top 8 anh em ạ. Mấy ông kia đã nhảy lên ải 13 rồi. Khủng thật sự. Rồi. Thì anh em hiện tại là Mr. T đang chơi con ạc này nhá. Đây con này là Sasuke này. Đấy. Chúng ta chơi mấy con tướng đỏ này đi. SS. Cứ gọi là tướng đỏ đi cho anh em ạ. Cho nó sang mỏ. Tướng đỏ cho nó sang mỏ. Rồi. Lụm luôn á. Chúng ta cứ gọi là tướng đỏ cho nó sang mỏ nhé. Đấy. Thấy chưa? Thấy còn Uchiha Sasuke của chúng ta hồi máu đánh khá là chất lượng nhé. Này phải lên được cấp 80 bỏ qua ải này mới nhanh được em ạ. Ui skill kìa. Con này skill đẹp thế nhờ. Ui bên kia mới cái 50% HP. Như game nó hơi lắc mèo à. Ui lót à. Căng thế ta. Tại sao lại thua được? Tại sao lại thua được? Chúng ta đi xem thử coi. Rồi thì giờ sẽ chỉ cho anh em một cái mẹo mà ốp lực chiến nha. Đây anh em xem này. Đấy đấy. Chúng ta đang là 225k đúng không? Chung là vô gắn đồ lên là lực chiến sẽ lên cho anh em thôi anh em ạ. Chẳng có gì. Đấy thì con này nó lên được cấp chỉ huy đúng không? Con này nó tăng được nữa không ta? Hết rồi. Hết rồi mấy ông ạ, à, hết rồi. Thức tỉnh nè. Thức tỉnh còn phải một sao nữa. Đấy mấy ông muốn tăng lực chiến thì cứ vào ráp hết đồ cho mấy con dự bị nhé. Đấy cứ vào ráp đồ lên là lực chiến nó sẽ tự động nó chạy lên à. Để xem ráp hết vào thì coi nó lên được bao nhiêu nhé. Ui con này hệ hiếm này. Này là Jesu. Để lát nữa đọc skill của Jesu là con đánh đấm như thế nào nhé anh em. Đấy. Để gắn hết mấy con này trước ta. Đây để xem thế coi. Jesu này. Mấy con này cũng khá là nhiều chơi người chơi nhé. Hiện tại là con này là Hinda đúng không. Đọc thông tin này. Gây sát thương ba kẻ địch ít máu nhất, tạo thuật nguyền rủa lên 2 lượt. Khi bị tấn công bằng đòn thương và nổ sẽ gây 50% sát thương. Ui giời, cũng khủng đấy nhờ. Mấy con này, mấy con hệ hiếm này đánh cũng khá là chuẩn chỉ đấy. Đây, Jesu. Jesu này, con này nhìn đẹp trai hẳn. Gây sát thương, tăng toàn đội 5% công và 20% thủ trong 2 lượt. Cũng khá là ổn nha này. Nói chung nó phải ra được phút hai con kìa thì chúng ta mới up nó lên được. Hiện tại nó chỉ ra phút có một con đấy ạ. Đấy hiện tại chúng ta đang là cấp 58 mà. Thực tải thằng thú xem thấy nhiệm vụ đây. Thành nhiệm vụ nào. Này tạo đồ hơi khó đó nha. Đấy tạo ba món đồ đúng không? Tạo đại đi. Đồ sau này anh em sẽ có khá là nhiều nên chúng ta cũng không cần vội vàng đâu. Thách đấu đấu trường ba lần. Lụm cái đấu trường lên em ạ. Hà 26 anh em đánh dữ quá. Đánh dữ quá làm tôi xuống hạng rồi. Hiện tại lực chiến của chúng ta đang là 152k hả? 1k6, 1k8 nè. Lụm nó đây mà. Lụm con này đi. Để xem nó đấm như thế nào nha. Đấy, Sasuke còn hết. Lát nữa xem nó thả skill rồi nó sẽ nát hết thôi. Chung Sasuke là tướng quốc dân mà anh em ạ. Anh em nào nạp đầu cũng có thôi. Đấy, có phản đòn khá là chết, khá là chắc nhé.
Đục vô một cái là phản đòn, một cái là ăn cũng khá là được trai. Ui, Sasuke. Trăm hai sáu mà cũng sâu như thế nha. Đấy, đánh bao lần là nhiệm vụ rồi nha. Ví dụ mấy ông này căng thế, độ hình lên gì 2 sao 3 sao rồi. Quay hết thật sự anh em ạ. Ví dụ độ hình căng thật sự anh em ạ. Ok. Hôm nay đúng 127 đúng không? Lụm luôn. Tới công chuyện của em nó luôn nha. Này phải đợi tới cấp 80 à. Hai ngày là lên được cấp tầm 60 nha, nên em không biết ngày mai lên được cấp 80 không. Đấy. Rồi ôi. Nằm cắn. Đây chúng ta sẽ để một mình Sasuke lụm em này nhé. Đấy, lụm luôn nè. Tới công chuyện nhanh nhanh để một con đánh cho nó lẹ. Đấy, con này có phản đòn, phản đam, đốt cháy rồi cũng khá là chuẩn. Đấy, phản đòn của nó đánh khá là căng đấy nè. Rồi, ba lần rồi, ra nhận thưởng thôi. Chỉ là làm nhiệm vụ thôi em ạ. Hôm nay chúng ta làm nhiệm vụ thôi. Ui, thông thạo này. Nó lên được thông thạo luôn mới ghê chứ. Khiêu chiến 7 lần được 2 cụ mà. Ngon thế nhờ. Thôi, làm nhiệm vụ lấy... VIP, lấy điểm VIP nào. Đấy, thực hiện 2 lần trong chiến dịch à. Đây, bỏ mình Sasuke đánh cho nó lẹ nha nè. Đấy, mấy ai này khá dễ nha. Anh em muốn đi ai nhanh thì cứ để một con đam chính của chúng ta. Hồi sinh á, ui dùi. Đây, đánh luôn nha. Để một con đánh thôi. Lẹ lẹ nào. Đấy là anh em ngày thứ hai đã up được cấp bao nhiêu rồi. Up được cấp nhiều hãy comment ở dưới video này cho biết tôi đây nha. Anh em nào xem được video này thì nhớ đăng ký like và comment và mạnh xuống cho biết tôi nhé. Ok. Đấy. Trời nó. Mẹ này khá là dễ thôi. Em này mới đi đá banh về mệt quá anh em ạ. Chắc cũng phải là mấy tháng ta. Cái tầm cũng là 5-6 tháng gì đấy, từ cái đợt dịch đến bây giờ mới được ra sân trở lại anh em ạ.
Bây giờ về nó mệt quá rồi, chỉ thở ra hơi và làm game cho anh em xem thôi. Không có con game chắc cũng đi ngủ rồi anh em ạ. Đấy thì thấy không, cứ xem video không comment cho tôi. Rồi quậy nó nha. Đấm hạ. Đấy, nhận được 50 điểm VIP nữa. Ok. Game này thì anh em cứ tích điểm VIP từ từ thì nó cũng lên thôi. Cái ông này chạy lực chiến nhân thật sự nha. 300, 400 rồi mình mới là tạc có 200 mấy à. Khổ, chắc lát nó phải ra nạp đua thôi nè. Chắc phải nạp để đua tớp thôi nè. Không nạp là không được rồi. Không ổn với chúng tôi rồi. Rồi thì ngày thứ hai nó có một cái hoạt động nha anh em tranh thủ vào đây nha. Có một cái hoạt động là luyện tập này. Đấy anh em mà tranh thủ nha, đóng cửa sau một ngày nè, luyện tập này. Chúng ta tranh thủ đi mấy ai này nha, để xem cái quà cáp như thế nào nha. Ui, 35. Cái này là gì ta? Một bài. Đây là tiền tệ à. Lụm của nó anh em ạ. Đâu buổi cấp 50. Ủa chúng ta còn một con nữa mà ta. Thôi lầm đại thôi. Mấy ai này cũng khá là dễ mà. Đấy thì game này được cái âm thanh nó không bắt bản quyền nha em. Nên để tiếng game khá là hay. Trước là mấy con game kia để toàn bản quyền nhạc không thanh không làm chả được. Rồi ai hai lầm nó luôn. Chắc đi hết ải này sẽ ra để một con Uchiha Sasuke đánh đó. Để mấy con kia vào đánh lâu á. Đấy Lee Boss à. Thôi để có đồ chắc chắn thì chúng ta nên để full đội hình nha anh em. Đấy đi luyện tập này chúng ta nên đi cho nó hết ải 15 anh em ạ. Và được trước chơi con game hải tặc đại chiến là qua ải đêm ấy thì rất là khó quay trở lại, không biết cái game này nó phí chơi chưa hay là vẫn như vậy nha. Ok lát mình sẽ test qua ải 15 đêm cho anh em xem nhé. Đấy có thử này 50k rương cấp 2. Ok lát nữa mới sao nha. Lên mấy cái ải này mà không tốn thời gian phết nha. Này có cấp 80. Phải lên được cấp 80 sớm anh em ạ. Đấy còn một chuyện cầu phết. Năm này có ải này mạnh thế, con kia tới cấp 116 à, càng đấy khá là cần đấy anh em ạ. Đấy chúng ta cần phải có một con búp HP. Đấy con búp HP là đánh mới trâu bò được cái này. Ơ chết rồi. Thôi kệ đi, đánh tạm thời như thế này.
Đấy, đấy đánh như thế. Phải để con búp HP làm sao để cho nó búp luôn luôn đầy HP nè. Con nó búp thằng ngang à. Thấy bờ tôi rồi em ạ. Sai lầm rồi, sai lầm rồi. Nó búp thằng ngang kìa em ạ. Quên đọc skill nữa nè. Không sao, không sao. Trận này vẫn win nhé. Làm sao sẽ làm lại. Và thua trận này trả bài trận khác thôi. Ghi 127 luôn à. Ôi giời. Lấy được hình ngày hôm qua đấy. Không biết trận này có ổn hay không đây nhờ. Hy vọng bên mình có bớt phát B là sẽ win được nha nè. Đấy. Có bớt phát B là sẽ win nha nè ạ. Không có bớt phát B là thua con cấp nãy rồi. Đấy búp lên gần đầy cái máu thì ui dồi cái con đó ra cái anti gì nguyên cái đầu lâu này mà ơi đẹp thế. Đấy hai con cần cả sáu con. Chuyện Yasu cúng lại cũng bắt đầu lại nè, không thấy cái, không thấy đường. Lại phải win rồi. Hải 10 à. Nấm lốt. Rồi ảm 1 is 11. Đấy phản đòn tính thật. Rồi, ả 12 à. Đi khá là lâu ấy nhỉ. Tôi cần lắm lên cấp 80 mấy ông ạ. Ngày mai phải làm sao làm, phải lên cấp 80. Như vượt ả cho nó lẹ. Chắc ngủ dậy một đêm sáng mai là đã lên được cấp 55, 60, 70 rồi, cấp 70 rồi. Úi dồi ôi, skin kìa. Đấy, ảnh 13. Không sao anh em ạ. Phải tới ảnh 15 lần. Đấy, hồi HP là lẹ lên cho nó full cây đi. Đi ải sau cho nó dễ nhé. Úi dồi ôi, đóng băng luôn kìa. Hina đóng băng luôn kìa anh em ạ. Xong tôi rồi. Xong tôi rồi. Với cái độ đóng băng không biết mấy lượt đây. Úi dồi ôi, đóng băng không hồi được HP luôn. Cái đấy hồi HP lại. Úi dồi ôi, đen thật sự tự nhiên đóng băng lại một cái. Làm trận này căng đấy. Thank you.
Đừng có đóng băng vào chó nhé, đóng băng vào chó là thua luôn đấy. Các bạn không ổn rồi anh em ạ. Tôi không ổn rồi anh em ạ. Sắp bị die rồi. Ok, ả 15 nha. Rồi xong phim rồi anh em. Xong bực ả được 15 ư. Ở bên cấp 2 à. 2004 à. Ui dồi ôi, đâu mà đổi được. Rồi, lụm luôn cái ả này đi. Chúng ta còn tướng nào thì chúng ta quăng hết vào để mà chơi thôi. Đấy, bỏ ra làm sao cho nó đứng trụ trụ lại tí xíu để nó bóp HP nha. Ôi dồi ôi, chưa hồi HP. Càng thế nhờ. Lót rồi anh em ạ. À. Lót. Úi giời, đóng băng nữa kìa. Ơ, lại win luôn à. Ơ. Còn tí máu mà lại win anh em ạ. À. Đấy, quả đêm này. Bây giờ HP đâu nữa mà chơi. Úi dồi, thôi đánh đại đi anh em ạ. Đấy, còn tí máu mà vẫn sống sót được. Khá là đen nha nè. Nãy mà không chết con gì ta ấy là giờ hồi máu được rồi. Con này mà có được cái skill mà tự hồi máu nữa thì ngon em ạ. Ok, lót ngay rồi thì tạm thời hôm nay chúng ta đến như thế thôi. 6.000, 20.000, nói chung là đến như thế là cũng khá là ok rồi. Ừ, còn luyện tập gì nữa đây? À, chưa mở à. Rồi, vào đâm boss luôn nha em. Boss lắp hình đặt cái đao này mà. Để xem thế coi còn cái gì nữa không. Lần may mưa. Xây dựng nào. Nhà nghiên cứu xây dựng luôn nào. Ôi, phải có đá mới mở xây dựng được à? À, mỏ đồng hay là mỏ vàng anh em? Chúng ta lấy mỏ đồng nhé. Vài bữa nữa nó sẽ thiếu đồng cho anh em xem. Giờ cứ ưu tiên đồng cứ ra này. Đây để nâng cấp nhà nghiên cứu lên này, cấp 1 à. Đấy thì nâng cấp thôi, làm gì căng anh em ạ. Qua chưa nâng hay sao đấy. Đấy, đặt ngay. Rồi hết chưa, hết chưa. Rồi cây thần thụ thì chắc tối nay phải thức đêm thức hôm cày game nữa đấy. Rồi nói vậy thôi chứ. Úi có thư gì này. Có thư gì này. Móc xây dựng công trình nè. Ui, nhận nhiều thế. Nhận khá là nhiều quà nha. Đây để xem để coi sự kiện hôm nay chúng ta có gì. Này còn đổi được 100 lượt à. Đổi luôn anh em. Mua luôn, chúng ta nhà có điều kiện mà ngại ngần gì mấy cái này. 2.400 à, thôi không đổi đâu.
chiêu mộ đặc biệt. Xu vòng quay à, quay 100 vòng đúng không? Ok, khá là ngon nha. Chiêu mộ ninja 2.2 à. Chúng ta chiêu mộ được một lượt rồi đấy. Tích lũy VIP nặng liên tục. Đấy anh em tranh thủ mà nâng sao mấy con này để nhận thưởng cho anh em, quà khá là ngon nhé. Anh em xem nâng lên một sao tím cho nó nha. Rồi chúng ta lượm đi quay vòng quay luôn nha. Lượm em nó luôn. Đấy, hiện tại là quay con nào? Su à? 10k hả? 40k hả? Thì sao nó không lên gì ta? Thôi quay đại anh em ạ. Đấy, quay 10 lượt là mất 8 vòng quay thôi nha. Cái này anh em cứ tích đủ quay cho nó lợi nhé. Thật sự là rất là giống hai tập đại chiến anh em ạ. Nhìn không khác cái nồi gì hết. Đấy mà sao nó lại không để game tư mà nó lại để Rio. Hay là Rio là đồng tiền của con game này. Ngày xưa không biết là Naruto có bao giờ đi ăn trộm tiền Rio mà để đi mua hủ tiếu phở bò nữa. Kiểu không anh em. Ui sao không vô con hiếm ta. Rồi em nói một con cái nào. Rồi, hết lượt. Úi giời ơi, tí nữa thì vào rồi. Để xem, bên một quay này còn cái gì để quay nữa không? 8 lượt à? Ủa, cái này là 10 lượt lận đây mà. Đấy, đấy. Ta nhận thử nào. Ôi, sao thưởng thế. Rồi, để xem lại sự kiện coi. Chiêu mộ đặc biệt là vòng thứ hai rồi anh em ạ, cũng vòng 2 rồi nhé. Siêu vòng quay đúng không, chúng ta còn thiếu 10 lần nữa đúng không. Ok, lát nữa chúng ta sẽ vào mua 10 lần nữa nhé. Này cũng vòng 2 rồi. Rồi quẩy luôn, quẩy luôn đó anh em ạ. Để xem cửa hàng coi. Đây, lượm nó luôn. Đấy, quay nữa là chúng ta vừa đủ một vòng nha. Đấy, trời ơi. Lập ngay anh em ạ. Và chiêu mộ ngay vào luôn nha. 24 à. Lập nó. Không biết ra được con gì ngon hay không. Ôi giời ơi. Rác không vậy nha, Zugo. Ôi giời, đen thế nhỉ. Vào cửa hàng lụm luôn em ạ. Đây, mua luôn đi. Mua luôn mà chơi với nó chứ. 500 à. Mua luôn nha nè. Bên này còn gì để mua nữa hay không ta. Mười hai giờ, ui rồi thôi khỏi rồi. Đẩy 12 cổ, không ra cái gì hết à? Ui rồi, Bi Morino, con hệ hiếm ạ. Thôi thì cũng được, không ra được con sao đỏ luôn đấy ta. Này mới 4 cổ hả? Ai lại có thưởng nữa này? Hai thủ. Thank you.
này đủ 10 rồi này. Lầm lâu nít. Đóng. Đủ chưa ta? 8 cuộn à. Còn thiếu 2 cuộn à, cửa hàng có bán không? Và mua luôn. 500 mà. Đấy, 6 cuộn à. Đủ không anh em ạ? À? Thôi thì chúng ta quay một lượt. Răng lớn lên được 2 cuộn này để mà quay đó anh em ạ. À. Cái khổ quá mà. Ok, quay hết vòng quay này sẽ ra chiêu mộ một cái cao cấp cho anh em nhé. Rồi xong sẽ hẹn anh em vào clip ngày mai. Hy vọng là nó sẽ ra được 2 cuộn chứ. Ui dồi. Không ra luôn đấy mấy ông ạ. Toàn ra xu không. Ui dồi. Cái này là gì ta? Đông thú à? Ôi dồi ôi, thôi. 18 cuộn thôi. Rồi, thì clip ngày hôm nay dừng lại đó nha anh em. Đấy thì tổng hợp lại là chúng ta đã khá là nhiều SS nha. Nhưng mà hiện tại là chưa thiếu phút. Rồi, hẹn anh em vào clip ngày mai. Sẽ xem Mr. T up cấp và level tiếp nhé. Bye bye.